Niềm tin của con người họ chỉ tin lớn nhất những thứ họ trải nghiệm. Vậy thì có nghĩa là ai đó nói người A tốt họ cũng không tin vì họ đã từng bị thằng A nó lừa. Cho nên một thông tin xấu vào đầu họ là nó thành một niềm tin trong đầu họ. Vì vậy một sự bất tín là vạn sự không tin. Vâng. Vũ Tiến Dũng có đặt câu hỏi: thưa thầy, có người nói sự tin tưởng trong kinh doanh lẫn cuộc sống là điều tối quan trọng. Một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được nữa. Quan điểm của thầy như thế nào? Quan điểm của thầy như thế nào? Rồi ạ, thưa bạn, chúng ta hãy tưởng tượng ra về mặt tư duy bộ não. Giả sử bạn đang nghĩ về một ông thầy giáo nào đó tệ. Bây giờ tôi nói rằng là ông thầy giáo đó là người tốt. Thì khi bạn tiếp nhận cái thông tin mà tôi nói, cái thông điệp mà tôi nói thông qua tai của bạn để vào bộ não của bạn vi xử lý, thì việc đầu tiên bạn sẽ lấy cái thông tin, tôi lấy ví dụ, trong não của bạn đang găm một cái niềm tin là thằng A là thằng rất xấu. Thế bây giờ tôi lại đưa cho bạn một thông tin là A là người rất tốt, và cái thông điệp đó được truyền vào não của bạn, thì bao giờ trong não của mình có một thói quen là tôi đưa vào là A là người tốt, và trong niềm tin cũ của bạn thì là A là người xấu. Vì vậy bắt đầu nó có sự xung đột thông tin. Và nguyên tắc, bạn móc niềm tin cũ của bạn ra, và có một cái nguyên tắc của con người là họ tin họ hơn tin bất cứ ai nói, nhất là những thứ họ đã trải nghiệm. Tôi lấy ví dụ, khi họ đã gặp một thằng mà lừa họ rồi thì bất cứ ai khen thằng đấy là tốt, cho dù bây giờ thằng ấy nó có thay đổi đi chăng nữa thì người ta vẫn không tin nó tốt. Vì có một cái thứ mà kinh khủng trong con người, đó là cái gì mà họ đã từng trải nghiệm và họ đã kết luận. Họ nghe nói thì không nói gì, nhưng họ đã từng trải nghiệm, họ kết luận là nó xấu, thì nó găm vào đầu. Và cho dù người đấy là Thiên Chúa, người đó là Đức Phật bảo rằng không phải đâu, thằng A bây giờ nó tốt rồi, thì họ vẫn không tin. Tức là niềm tin của con người họ chỉ tin lớn nhất những thứ họ trải nghiệm. Vậy thì có nghĩa là ai đó nói người A tốt họ cũng không tin vì họ đã từng bị thằng A nó lừa. Cho nên một thông tin xấu vào đầu họ là nó thành một niềm tin trong đầu họ. Vì vậy một sự bất tín là vạn sự không tin. Cho nên người ta mới nói rằng mất tiền là mất ít, và mất uy tín là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Đấy, như vậy để cho bạn thấy rằng là nếu trong cuộc sống này bạn đã gây ra cái gì cho người ta và nó đã găm vào niềm tin xấu cho người ta, thì họ sẽ không tin bất cứ ai nói rằng bạn là người tốt nữa, mà họ chỉ đến một ngày nào đó bạn đến xin lỗi họ, và giả sử có kết nối lại và làm lại với nhau một cái gì đó, thì bằng trải nghiệm lần mới, lần thứ hai của họ, và họ thấy bạn tốt, thì cái niềm tin đó nó mới được gì ạ? Nó mới được xóa. Chứ niềm tin đấy là không được ai xóa niềm tin của họ, mà chỉ bằng đúng trải nghiệm của họ đè lên nó mới xóa được niềm tin cũ của họ. Tôi lấy thí dụ thế này. Ví dụ là tôi đã từng lừa anh A, thì mặc nhiên trong đầu anh A là thằng Tuấn là thằng lừa đảo. Cho dù có 1.000 người nói với A rằng không phải đâu, Tuấn bây giờ nó tuyệt vời lắm, thì người ta vẫn bảo Tuấn là người lừa đảo. Vì niềm tin lớn nhất hơn tất cả các loại niềm tin của Đức Phật hay của Chúa Giê-xu tạo ra, đó là gì? Niềm tin của trải nghiệm của bản thân họ. Cho đến một ngày nào đó chỉ có yêu thương, tức là họ quay lại, họ làm việc với mình một lần nữa, và họ thấy rằng ủa, lần này thằng Tuấn nó rất là tuyệt vời, thì có nghĩa là bây giờ niềm tin mới nó mới xóa được cái niềm tin cũ. Tôi nhắc lại như vậy,
và không ai có thể xóa được niềm tin cũ trong người họ bằng chính trải nghiệm của họ. Như vậy tôi nhắc lại, chỉ có trải nghiệm mới xóa bỏ được niềm tin cũ của trải nghiệm cũ. Đấy, thì như vậy để bạn thấy rằng một sự bất tín, vạn sự không tin. Và đây cũng là một trong những cái câu chuyện để áp dụng trong kinh doanh. Nguyên tắc của bán hàng thì bán cho khách hàng đã từng mua sản phẩm của mình, mà sản phẩm của mình đã được họ tin tưởng, thì dễ gấp gì ạ? Hàng trăm lần bán cho khách hàng mới. Nhưng ngược lại, nếu khách hàng lần đầu tiên mà họ trải nghiệm sản phẩm của mình mà họ có ác cảm, thì bạn bán lại lần hai sẽ khó gấp 100 lần cái lần một. Như vậy, cái việc mà tạo ra uy tín và cảm xúc của khách hàng sau khi dùng sản phẩm của mình, họ cảm nhận cảm xúc và giá trị sản phẩm dịch vụ của mình, là một việc tối quan trọng trong kinh doanh. Vậy thì kinh doanh nó chỉ như là một cái sợi dây, là nó kéo con thuyền đi ở phía đằng trước mà thôi. Còn chính là cái giá trị và chất lượng sản phẩm, cảm xúc của sản phẩm, nó tạo ra cái dấu ấn trong niềm tin cũ với khách hàng, thì nó như một cái chân vịt ấy, nó đẩy đi. Và như vậy tôi với hình thành trong kinh doanh, tôi chia làm hai cái nhóm thương hiệu, tôi gọi là thương hiệu đẩy và thương hiệu kéo. Thương hiệu kéo là do truyền thông mà tạo ra, thương hiệu đẩy là do chất lượng sản phẩm dịch vụ nó tạo ra. Mà chất lượng dịch vụ tạo ra thì cái chân vịt ấy nó mới là thứ bền vững đời đời. Cho nên tôi nói đi nói lại rằng tại sao cái công ty nước ngoài ấy, nó tồn tại được lâu là vì chất lượng dịch vụ của nó rất ổn định và giá trị thật sự đối với đời sống. Còn bên mình là cứ bán hàng chạy một phát, đông khách một phát là bắt đầu là không kiểm soát chất lượng nữa, là làm ẩu. Vì vậy nó mất đi cái niềm tin của khách hàng khi họ dùng, và lợi dụng khi họ tin mình rồi thì nó bắt đầu là làm ào uông. Nhưng đến khi họ mất niềm tin rồi thì quay lại xin lỗi thì muộn mất rồi. Chính vì vậy chúng ta hãy giữ chữ tín, và chúc cho các doanh nhân Việt Nam làm gì thì làm, hãy thiết lập niềm tin cũ cho đối tác, nghĩ về mình rằng mình là người có giá trị. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn tạo ra niềm tin cũ rất tốt cho những người xung quanh. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website saovietnam.edu.vn, hotline 0986776622.